chào các bác nhé. Hôm nay mình sẽ test thử bơm Kabushi. Bơm dòng bơm này nhà mình có hai mẫu, một mẫu màu cam và một mẫu màu trắng nhé. Dòng bơm này thì bơm được vào xe máy, xe ô tô, xe đạp, bơm hơi, bơm bóng. Đặc biệt nữa là nó có các cái phụ kiện đi kèm để bơm hơi, bơm bóng nha các bác nhé. Được tặng kèm phụ kiện đi kèm. Hôm nay mình test thử cho mọi người xem hai cái dòng bơm nhà mình nhé. Chỉ cần bơm một vài thao tác rất nhẹ nhàng là bánh đã lên đầy hơi ạ. Phụ nữ trẻ em đều có thể dùng được cái bơm này nhé. Bánh đang hết hơi và nhà mình đã bơm thử. Nó có số cân ở đây. Đồng hồ số cân ở đây rất tiện lợi cho các bác dùng. Bác nào có nhu cầu thì nhớ inbox cho mình nhé.